đã lép 7 đoạn. Đây em tạo một file mới. Đây là tạo một file mới với cái mã nguồn là các đầu vào. Bây giờ tạo các chân vào cho nó. Không, nó là các ST logic vector nên là có 3 đầu vào và 4 đầu vào và 7 đầu ra. Đây có mã mà VHDR đã cung cấp sẵn cho ta là bộ đề code này. Ứng với mỗi đầu vào là 0,0,0 thì đầu ra sẽ tương ứng là 1,0,0,0 hoặc 0,0,0. 0,0,1 thì ta có. Thank you.
cái trạng thái cuối cùng, vì đây là nó mắc chung anốt nên là trạng thái này sẽ là đèn sẽ tắt hết. Bây giờ chúng ta ấn F11 để dịch. Ở đây là chúng ta khai báo là các đầu vào là Y nên là đầu ra sẽ đúng là. Sau khi dịch xong ra thế này mô phỏng. Bây giờ các chân vào ra, chân vào chưa có thông số gì. Chúng ta add web form. Y công thì đặt xung block là 10 MHz và tương ứng là cho các đầu vào ra để chúng ta mô phỏng cho nó thấy rõ được. Đây là sau khi đã mô phỏng được này thì các bạn xem là cái bảng trạng thái của nó tương ứng với những đầu vào thì sẽ có những đầu ra tương ứng là ví dụ là đầu vào 0001 0110 thì tương ứng với đầu ra là 02 đối với mã hết sang.